Xin chào đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã đến với kênh dạy HB của em nha. Thì hôm nay lại tiếp tục cái series cũ là em lại tiếp tục quay giới thiệu cho cả nhà mình coi về cái mẫu giày thể thao cho mấy em học sinh mình mang đi học ha. Thì trước khi vào video á, cả nhà cho em xin một like nè với lại thêm một lượt đăng ký để cho em có thêm những cái động lực giới thiệu cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu giày mới hơn. À với lại nữa, nếu mà anh chị mình có thích mẫu á thì cả nhà mình ưng mẫu nào chụp vui lòng chụp màn hình lại sau đó inbox gửi qua Zalo cho em ha. Tại vì mẫu thì có rất là nhiều luôn nên là nhiều khi em quay video á, cả nhà mình diễn tả về cái mẫu giày đó thì em không biết được là mẫu nào, nên là anh chị mình ưng mẫu nào thì cứ việc chụp màn hình lại sau đó khoanh màu rồi inbox qua Zalo cho em để em kiểm tra xem là cái mẫu đó còn sai hoặc là còn cái hàng đó hay không, để gửi mẫu cho anh chị hoặc là tư vấn cho anh chị xem được thêm những mẫu giày khác ha. Bây giờ không phí thời gian của gia đình nữa, em sẽ vô video để chia sẻ cho anh chị mình xem về cái mẫu giày này luôn nha. Đó thì trước mặt anh chị đây hiện tại em đang có một cái mẫu giày thể thao. Thì mẫu này hiện tại em là có 3 màu. Nó gồm có trắng, cái này là xanh hồng nè, cái này là đen xám, còn cái này là xám cam. Thì nói chung là màu chủ đạo của nó vẫn là màu trắng cả nhà. Đây như anh chị mình thấy ở đây thì trắng hoàn toàn là trắng trơn luôn. Nó chỉ có một cái viền bên đây để tạo điểm nhấn cho cái đôi giày của mình thôi, còn hoàn toàn là trắng trơn hết. Đó, em có 3 màu thì mẫu này hiện tại đang có size là hình như là từ 36 cho tới 40 á cả nhà. Có rất là nhiều size số cho anh chị mình lựa chọn luôn. Thì cái mẫu giày này á không phân biệt nam với nữ, nam nữ gì mình mang được hết. Cái chất liệu nó là chất liệu bằng da nha mấy chế. Cái này là da simili, da hỗn hợp. Đó, thì mấy cái hàng da này á, khi mà mấy chị mình mua cho em mình mang nè, cho học sinh, cho con mình mang á, thì nhớ lưu ý giúp em là khi mà mình đi dơ, dính bẩn thì mình chỉ nên lau chùi thôi, chứ mình hạn chế mình giặt hộ em nha. Ở phần bên trong á, phía bên trong đây thì nó là dạng cục dây chứ nó không phải là dây giả. Mà khi mà em nhét mút vô, em giấu vô bên trong, thì nên là nhiều khi mấy anh chị mình thấy không có rõ, không biết là nó là dạng cục dây hay là dây giả gì, mình không có phân biệt được. Thì cái miếng lót của nó là lót rời luôn á cả nhà, mang rất là êm chân. Nhiều khi mình vệ sinh á, có thể là phần da bên ngoài mình giặt không được thì mình có thể rút cái miếng lót riêng ngay giống như nè. Mình vệ sinh cái miếng lót, sau đó mình xỏ vô đây lại và tiếp tục mang thôi. Thì nhìn form bên ngoài vậy thì anh chị mình thấy nó là như thế này, nhưng mà không biết lên chân nó có gọn, nó có êm chân hay không. Thì sẵn ở đây nè, em sẽ nhờ chị mình mang vô chân thử cho cả nhà mình xem được là cái form dáng nó như thế nào luôn ha. Đó thì chị Minh mới đi học về cả nhà ơi, giờ đang buổi trưa nên là sẵn đây nhờ chị Minh mang vô chân thử giùm cho cả nhà mình coi về cái mẫu giày này luôn ha. Thì màu hồng thì giống con gái quá, cả nhà mình sợ nam mình mang không được đúng không, thì mình có thể lựa chọn như cái màu xám viền cam giống vậy nè. Còn không thử lễ có thể lựa chọn là màu đen viền xám giống vậy. Thì giờ em sẽ nhờ chị Minh mang vô chân ha, mang mỗi bên một chiếc đi chị Minh. Đây thì em đã nới dây ra sẵn rồi nè cả nhà. Giống như mấy hàng cục dây này á, anh chị nào mà mình muốn con mình mang dễ hơn á, mà không có cần phải đau tay khi mà xỏ chân vô á, thì chịu khó nới dây ra chút xíu cho mấy bé nó mang nó dễ hơn. Bên đây như còn nó chưa xỏ đi nè. Đó, xỏ vô đi. Chứ mình năm nay là xong nửa năm nữa là lên lớp 6 rồi đó cả nhà. Đó, nới dây ra. Sau đó xỏ trực tiếp vô luôn. Chân Chí Minh á thì nó được cái là nó không có chiều dài cái nhà, mà được có cái bề ngang thôi, là chân nó ú. Nên là mang mấy cái form giày này nó sẽ hơi bị cứng từ từ. Chỉ nới dây ra thêm miếng nữa. Đó, ví dụ cái nhà mình mang á mà nó cứ bị chật này, cứ chịu khó nới dây ra đi, nới dây ra là sẽ tự động cái phần này nó thoải mái được, là mấy bé nó xỏ chân vô được rồi cả nhà, mang rất là tiện luôn. Sau khi mình nới dây ra, chân mình đã xỏ vô đây được rồi đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu siết dây lại nha, cho nó vừa theo cái form chân của mình. Mà chân với mình nó có bề ngang cái nhà, nên là mang vô cái sợi dây nó còn ngắn ngủn mà. Hiện tại là đang mang 39 nha mấy chế. Đây, xỏ chân này vô luôn. Đó, mang rất là dễ dàng luôn á cả nhà. Thì cho mấy em học sinh là mình có thể mua những cái loại giày giống vậy cho con mình mang. Mang là có thể vừa đi học, xong rồi mang vừa đi chơi cũng được luôn. Chứ mình đứng lên đi tới đi lùi thôi coi chứ mình. Mang rất là tiện, đẩy ghế ra, xích ra kia.
cho mấy em học sinh mình mang đi chơi hay là đi học gì cũng được hết luôn á. Mấy chế màu rất là xinh, form rất là gọn luôn nè. 39 nhưng mà nhìn không có thô. Xách ra kia chút xíu, xách ra nữa, xách ra sao nữa. Đúng rồi, rồi quay ra đây coi. Mang cực kỳ gọn luôn á nha cả nhà, cực kỳ êm chân luôn. Mà mấy cái hàng da này nhưng khi mình mang đi chơi á, hoặc là mang đi học á, có dính dơ mình cũng rất là dễ vệ sinh nữa cả nhà. Tại vì nó là da nên là khi dơ mình chỉ nên lau chùi thôi, chỉ cần lau chùi thôi cái là được, không có cần phải chà giặt cái gì hết, bất tiện lắm. Thì em có ba màu chủ đạo á, là màu hồng nè, màu cam và lại màu đen. Thì ví dụ anh chị nào mà mình thích mẫu nào có thể chụp màn hình lại, sau đó inbox gửi qua Zalo hoặc là fanpage cho em cũng được. Cái fanpage với lại Zalo có ghi ngay trên góc á, bên tay trái nè. Anh chị nào mà mình muốn xem thêm nhiều mẫu hơn á, có thể các bạn hoặc là vô bên đó tham khảo cũng được nữa. Thì hôm nay chị giới thiệu cho cả nhà mình coi, mình xem về cái mẫu dài này thôi. Nếu mà anh chị yêu thích á, thì cả nhà nhớ là cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký để cho em có thêm những cái động lực nè, giới thiệu cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu giày thể thao mới hơn, làm nhiều mẫu giày thể thao cho mấy em học sinh mình mang hơn ha. Bây giờ thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Bye bye và chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào các video khác. Bye bye.